Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Anh. Trong bài học hôm nay sẽ giúp cho bạn được rất là nhiều và đặc biệt là bạn sẽ biết được là cách trả lời ngày tháng năm sinh của mình. Ví dụ như khi bạn đi bệnh viện, bạn đi ngân hàng hay là bạn đi nhà thuốc thì hầu hết thông tin họ quản lý về những thông tin của bạn là dựa trên ngày tháng năm sinh bên cạnh tên của bạn. Vân Anh hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích trong bài học này. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm like và comment ở bên dưới. Nếu bạn chưa bấm subscribe, bấm đăng ký thì bạn hãy bấm ngay và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để theo dõi video cùng học tiếng Anh với Vân Anh ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ học về ngày, các ngày ở trong tuần. Trong tuần có mấy ngày? Trong tuần có 7 ngày đúng không ạ? Bắt đầu từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Chúng ta cũng theo thứ tự như vậy, chúng ta học trong tiếng Anh ha. Monday. 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 Thứ hai. Monday is the first day of the week. Monday is the first day of the week. Monday is the first day of the week. Thứ hai là ngày đầu tuần. Tuesday. 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 Thứ ba. I have an appointment on Tuesday. I have an appointment on Tuesday. I have an appointment on Tuesday. Tôi có một cuộc hẹn vào ngày thứ ba. Wednesday. 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 Thứ tư. I go to work on Wednesday. I go to work on Wednesday. I go to work on Wednesday. Tôi đi làm vào ngày thứ tư. Thursday. 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 Thứ năm. I have day off on Thursday. 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 Tôi được nghỉ ngày thứ năm. Friday. 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 Thứ sáu. Thanks God it's Friday. Thanks God it's Friday. Thanks God it's Friday. Cảm ơn Chúa vì hôm nay là thứ sáu. Thông thường thì những người đi làm từ thứ hai cho đến thứ sáu thì ngày thứ sáu là ngày cuối tuần, cho nên mọi người cảm thấy rất là phấn khởi. Cho nên là thường là người ta hay nói là Thanks God it's Friday, hay là người ta còn gọi là TGIF. 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 Đó là viết tắt của từ Thanks God it's Friday. Saturday. 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 Thứ bảy.
I'll go to Grand Canyon next Saturday. I'll go to Grand Canyon next Saturday. I'll go to Grand Canyon next Saturday. Tôi sẽ đi đến Grand Canyon vào thứ bảy tuần tới. Grand Canyon là một địa điểm tham quan nổi tiếng nằm ở Arizona. Sunday, 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 ngày chủ nhật. I go to park every Sunday. I go to park every Sunday. I go to park every Sunday. Tôi đi công viên vào mỗi chủ nhật. Như vậy là chúng ta đã học xong 7 ngày trong tuần rồi. Bây giờ bạn ôn lại 7 ngày trong tuần cùng với Vân Anh một lần nữa ha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tuyệt vời quá. Bạn hãy nhớ cố gắng luyện tập nhiều lần ha, để chúng ta có thể đọc một cách trôi chảy cũng như là chúng ta có thể nhớ được bài lâu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua học đến ngày. Một tháng dài nhất là có 31 ngày ha. Trong một năm thì có 7 tháng có 31 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập đếm từ 1 tới 31. Đối với tháng thì người ta sẽ đếm theo số đếm là ngày thứ nhất trong tháng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và cho đến ngày thứ 31, chứ không phải là kêu là ngày 1 ha, không phải là 1 2 3 4, cho nên cái cách đọc nó cũng sẽ hơi khác ha. Thì Vân Anh sẽ lưu ý những cái số mà đọc hơi khác. Ngày 1 thì đọc là ngày đầu tiên. Chữ đầu tiên này bạn cũng có thể áp dụng trong một số trường hợp khác, nhưng ở đây thì Vân Anh nói về ngày đầu tiên của tháng thì chúng ta sẽ nói là first. 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 Ngày đầu tiên của tháng. Second. 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 Ngày thứ hai. Third. 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 Là ngày thứ ba. Fourth. 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 Ngày thứ tư. Chúng ta lưu ý là ngày thứ tư này nó có chữ th ở cuối cùng, cho nên chúng ta sẽ để cái lưỡi của chúng ta ở giữa hai cái răng nó thổi ra. Fourth. Fifth. 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 Ngày thứ năm. Lưu ý ngày thứ năm không đọc là five mà đọc là fifth. Và tương tự như những số đếm khác, từ số 6 cho tới số 20, chúng ta sẽ đọc như số đếm. Nhưng mà vì ở cuối nó có chữ th cho nên chúng ta sẽ thêm chữ, thì chúng ta sẽ phát âm là ở cuối cùng. Ví dụ như ngày 12, twelfth. Ngày 15, fifteenth. Ngày 19, nineteenth. Ngày 20, twenty. Đọc như số đếm, chỉ có ở cuối là chúng ta xì ra. Ha. Ngày 21 quay trở lại giống như là ngày thứ nhất. 21 chúng ta đọc là 21st. 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 Cũng giống như số đếm thì ngày 20 cũng là bắt đầu lấy 20 thêm 1 trong số thứ tự. 20
là 20. Số thứ tự 1 là first, 21st. Ngày 22, số thứ tự của 20 và 2 là 20, 20, 20, ngày 20. Số thứ tự 2 là second, second, second. Vậy 22 là 22nd, 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 ngày 22. Ngày 23, cũng vậy, số thứ tự là 20 và số thứ tự 3. 23rd, 23rd, 23rd. 23rd. Ngày 25. 25th. Ngày 25. Và tương tự như 21 thì đến ngày 31 cũng là số 30 thứ tự và số 1 theo thứ tự. 31st, ngày 31. Còn những ngày khác, bạn chỉ cần ráp vô theo số thứ tự. Số thứ tự nó cũng giống như số đếm, chỉ có là thêm chữ th ở sau, chỉ ngoại trừ là số 1, 2, 3 và 5 là nó có cách đọc hơi khác một chút xíu. Thì những cái đó bạn lưu ý ha. Thì Vân Anh đã đọc qua cho bạn rồi. Bây giờ chúng ta đọc lại, lưu ý lại một lần nữa nha. Thứ tự số 1 là first, 2, second, 3, third, 5, fifth. Và như vậy chúng ta chỉ cần ráp vô. Ví dụ như là số thứ tự 15 thì chúng ta đọc là 15, 15. 21, 21st, 21st, 21st. 22, 22nd, 22nd, 22nd. 23, 23rd, 23rd, 23rd. Đó là những số mà chúng ta cần lưu ý, còn lại thì đọc giống như là số đếm ha. Bây giờ chúng ta sẽ học đến cách đọc tháng trong năm. Một năm có 12 tháng, chúng ta sẽ học từ tháng 1 cho đến tháng 12. January, 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 tháng Giêng. January 1st is the New Year's Day. January 1st is the New Year's Day. January 1st is the New Year's Day. Ngày 1 tháng Giêng là ngày đầu năm mới. Vậy chúng ta đã ráp được là chữ January 1st, tức là ngày 1 tháng Giêng ha. February, 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 tháng 2. February 14 is Valentine's Day. February 14 is Valentine's Day. February 14 is Valentine's Day. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu. Chúng ta lại ráp lại một lần nữa, đó là ngày và tháng, đúng không ạ? February 14. February 14.
fourteen. February 14, ngày 14 tháng 2. March, 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 tháng 3. St. Patrick's Day is on March 17. St. Patrick's Day is on March 17. St. Patrick's Day is on March 17. Ngày lễ Thánh Patrick là vào ngày 17 tháng 3. Lễ Thánh Patrick thì cái này thường là được tổ chức ở Mỹ và một số nước mà có người Irish. Và trong ngày này, nếu như mà bạn nào ở Chicago thì các bạn biết là ở Chicago, cái dòng sông của Chicago người ta nhuộm xanh lục ha, thì rất là đẹp. April, 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 tháng 4. May, 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 là tháng 5. There 31 days in May. There 31 days in May. There 31 days in May. Tháng 5 có 31 ngày. June, 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 tháng 6. July, 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 tháng 7. July 4 is Independence Day of the USA. July 4 is Independence Day of the USA. July 4 is Independence Day of the USA. Vì chữ S ở cuối người ta phát âm S. Chữ A là nguyên âm cho nên chúng ta hay nghe là USA chứ không phải là USA. Nếu mà đọc chậm thì chúng ta sẽ đọc là USA. Nhưng mà đọc nhanh thì sẽ đọc là USA. Ha, các bạn lưu ý. Ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. August, 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 tháng 8. My kid will be back to school in August. My kid will be back to school in August. My kid will be back to school in August. Con của tôi sẽ quay lại trường học vào tháng 8. September, 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 tháng 9. Labor Day is in September. Labor Day is in September. Labor Day is in September. Tháng 9 có ngày lễ lao động. Ngày lễ lao động là một ngày lễ mà lớn của Mỹ. Và trong ngày lễ này thì nhiều cơ quan, công ty, hãng xưởng chọn làm là ngày nghỉ. October, October, October là tháng 10. October 2nd is my birthday. October 2nd is
my birthday. October 2nd is my birthday. Ngày 2 tháng 10 là ngày sinh nhật của tôi. Cái này là Vân Anh ví dụ thôi nha, chứ không phải là ngày sinh nhật của Vân Anh đâu. Và bạn lưu ý là Vân Anh đã ghép tháng 10 và ngày 2 ở trong câu này. October 2nd. November. 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 Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Ngày lễ tạ ơn là trong tháng 11. December. 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 Tháng 12. Christmas is in December. Christmas is in December. Christmas is in December. Lễ Giáng sinh là trong tháng 12. Như vậy, chúng ta đã tập đến từ tháng 1 tới tháng 12 rồi. Bây giờ bạn cùng đọc lại với Vân Anh một lần nữa. Từ tháng 1 tới tháng 12 để chúng ta học ôn lại ha. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bạn cố gắng là ôm đi ôm lại nhiều lần ha, để chúng ta có thể nói một cách trôi chảy và cũng như chúng ta có phản ứng nhanh khi mà chúng ta nói về một tháng nào đó trong năm. Bây giờ chúng ta sẽ học phát âm là năm. Nếu mà là 2010 thì người ta sẽ đọc là gì? 2010. 2010. 2010. Nếu mà là năm 1975 thì người ta sẽ tách ra số 19 và số 75 đọc riêng. 1975. Nếu như năm 1957 thì người ta sẽ tách ra số 19 và số 57 để đọc ha. 1957. 1957. 1957. Nếu mà là năm 1962 thì người ta tách ra 19 và 62. 1962. 1962. 1962. Nếu năm 2020 thì đọc như thế nào? Người ta cũng tách ra 20 và 20, người ta đọc là 2020. 2020. 2020. Năm 2020. Nếu như năm đó là năm 2017. 2017. 2017. 2017. Dễ không? Chúng ta chỉ theo nguyên tắc đó. Và điều đặc biệt là bạn phải học thuộc bảng số đếm từ 1 cho đến 100 thì bạn sẽ dễ dàng là đọc được năm. Và chúng ta sẽ ứng dụng trong ngày tháng năm sinh. Nếu ai đó hỏi bạn là ngày tháng năm sinh của bạn là gì, người ta sẽ hỏi là
What's your day of birth? What's your day of birth? What's your day of birth? Là ngày sinh của bạn là gì? Đó là câu mà người Mỹ thường hay hỏi. Nếu như họ thấy bạn ngớ người ra không hiểu thì người ta sẽ hỏi lại một câu khác là What's your birthday? What's your birthday? What's your birthday? Sinh nhật của bạn là gì? Hoặc là người ta cũng có thể hỏi bạn một câu khác là When was you born? When was you born? When was you born? Bạn được sinh ra khi nào? Như vậy là có 3 câu hỏi Vân Anh đã đưa ra cho bạn. Bạn tập ha, mình nghe cho quen cũng như là mình nói cho quen. Và khi đó ra ngoài có ai đó hỏi chúng ta theo một trong 3 cách thì chúng ta đều có thể trả lời được. Vân Anh giả sử như bạn sinh vào ngày 22 tháng 11 năm 1982 thì chúng ta sẽ nói là I was born on November 22nd, 1982. I was born on November 22nd, 1982. I was born on November 22nd, 1982. Trong trường hợp bạn sinh ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1957 thì chúng ta sẽ nói là I was born on August 15, 1957. 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 Tôi sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1957. Giả sử như bạn sinh vào ngày 28 tháng 2 năm 1977 thì chúng ta sẽ nói là I was born on November 28, 1977. I was born on February 28, 1977. I was born on February 28, 1977. Và bạn hãy cố gắng tập, mình tập nói những ngày tháng năm sinh của những người thân ở trong gia đình của chúng ta. Vì người thân trong gia đình hay là bạn bè của chúng ta sẽ có nhiều ngày sinh khác nhau. Và như vậy, đó là cơ hội để chúng ta luyện tập vốn tiếng Anh của mình. Vân Anh chúc cho bạn nói tiếng Anh thật là trôi chảy và có một cuộc sống mới thật là hạnh phúc, bình an, thành công ở quê hương thứ hai của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!